mừng tất cả các bạn đang đến với chương trình Bếp Ngọt. Chương trình được phát sóng vào lúc 17 giờ 10 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình nhận được sự đồng hành của nhãn hàng Việt Coco Tinh Hoa Diệu Việt. Đầu bếp Kim Nguyên, tốt nghiệp bếp trưởng bếp bánh tại trường hướng nghiệp Á Âu, tốt nghiệp khóa học tạo hình bánh ở Hàn Quốc, 8 năm kinh nghiệm làm bánh và chuyên dòng bánh trang trí tạo hình, hiện đang giảng dạy nhiều lớp bánh tại nhà. Và khách mời đặc biệt của ngày hôm nay đó là ca sĩ Hồ Quang Hiếu. Hi, Hồ Hiếu xin chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ, em chào anh Hiếu. Anh Hiếu cho em hỏi là anh Hiếu có thích làm bánh không? Hay là đã từng làm bánh chưa nè? Mình chưa có làm nữa. Hồi xưa thì nhớ hồi nhỏ thấy như có ai làm bánh kem thì mình vô mình phụ thôi. Anh có đã làm thử mấy món bánh Việt Nam của mình chưa? Chưa có làm bánh thuận mà cái bánh vàng vàng rồi hồi nhỏ hay đổ vô. Giống như bánh bò nở ra đúng không anh? Đúng rồi. Vậy thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh Hiếu và các bạn ở đây là một món bánh đó là bánh tai heo. Nhưng mà thay vì là bánh tai heo truyền thống thì em sẽ biến tấu hơn một chút là em làm vị trà xanh là bánh ngọt nè, em làm thêm vị cà phê là làm vị mặn đó anh. Và bây giờ chúng ta cùng rửa tay thật sạch vào bếp làm món bánh này nhé. Bây giờ em sẽ hướng dẫn cho anh Hiếu qua phần mình nhồi bột nha. Để làm món bánh này em sử dụng bột mì đa dụng táo đỏ. Tiếp đến là em cho đường cát nè, anh cho giúp em đi. Rồi em cho bơ nhé. Anh vắt dùm em một miếng chanh. Và bây giờ Uyên sử dụng nước cốt dừa tươi của Việt Coco giúp cho món bánh của chúng ta thơm ngon hơn và đậm đà hơn. Nước dừa ngon quá. Cái thành phần nước cốt dừa nó làm cho cái bánh của mình nó béo hơn đó anh, là thơm hơn. Thì cái món này là cái món tuổi thơ. Hồi nhỏ mà mình cứ hay mua trong từng cái bịch nhỏ đó anh. Người ta chiên giòn, ăn nhai rất là giòn. Và bây giờ em sẽ dùng cái này nè. Anh trộn này, anh trộn giúp em nha. Trong lúc anh Hiếu đang còn trộn bột thì Uyên sẽ cho một lòng đỏ trứng gà vào. Uyên sẽ sử dụng trứng gà sạch của Ba Hoang Omega 3 rất tốt cho sức khỏe. Để em kiểm tra giúp anh Hiếu cho. Rồi em sẽ dùng tay luôn ha. Em nhồi cho nó thành một cái khối. Này cho anh làm thử. Rồi anh nhồi thử nha. Khói. Anh cảm nhận cái độ dai của cái bột nó như thế nào? Nó dai quá ha. Đúng rồi, nó mềm, nó dai. Anh trộn đều cái hỗn hợp lại với nhau. Xong sau đó em sẽ chia, em pha bột. Cái này mình nhồi đến khi nào mình mới biết là nó được rồi ta? Chỉ cần nhồi đến khi mà nó quyện lại hết với nhau, mình không có cần nhồi quá lâu. Mình nhồi quá lâu nó dai, làm chai bột của mình đó. Ok, bạn nghĩ được rồi nè. Dạ được rồi. Sau khi nó thành một khối bột như thế này xong thì em sẽ cho khối bột này ra bàn. Em chia hai phần, một phần là em pha với bột trà xanh và một phần em pha bột cacao. Em sẽ rắc một chút xíu bột áo ra bàn. Và em sẽ cán bột, em rắc cho anh Hiếu luôn nè. Mình sẽ chia phần bột làm hai phần bột như thế này. Rồi, một phần mình để màu trắng nguyên, mình để không pha màu. Và một phần mình pha bột cacao hoặc là trà xanh. Anh Hiếu làm trà xanh đi. Rồi em sẽ làm cacao. Thì mình sẽ cho bột cacao hoặc bột trà xanh ra như thế này. Bỏ ở giữa hả? Đúng rồi, rồi mình sẽ nhồi cho nó hòa quyện cái phần bột của mình. Làm bánh này thấy anh Hiếu thấy có mệt không? Không, mệt thì không có mệt. Nhưng mà mình thấy nãy giờ là nguyên liệu trong đây quá trời luôn. Trứng, rồi bột mì, rồi đường, rồi trà xanh. Thấy cái bánh có đơn vẻ đơn giản vậy thôi nhưng mà nó rất là nhiều nguyên liệu đó anh. Nhiều quá. Làm chắc là hơi mệt ha. Nhiều khi mình mua mình ăn mình thấy nó nhanh hơn. Nhưng mà nhiều khi mình vào bếp mình làm mình tặng cho người thân, bạn bè cũng vui hơn đó anh. Rồi, sau khi em nhồi xong thì nó đã ra được một phần bột màu cacao như thế này. Còn của anh Hiếu là màu xanh của trà xanh ha. Bây giờ em sẽ cán mỏng phần bột này thành cái hình vuông. Anh Hiếu nhìn nha. Rồi tí nữa anh Hiếu sẽ làm lại phần của mình. Em sẽ cán nó ra như thế này. Cán mỏng nó ra. Rồi, bây giờ em sẽ cán qua phần bột còn lại nè. Phần bột không pha màu của mình.
cái này cũng bằng này luôn. Đúng rồi anh, mình nhắm làm sao mà cho nó vừa bằng với lại cái miếng bột cacao. Mình không có cần phải quá đều đâu. Rồi, bây giờ mình kết dính nó bằng nước anh ha. Em sẽ phết một lớp nước để em kết dính hai phần bột lại với nhau. Mình sẽ phết đều lên hết mặt bột luôn. Bây giờ mình sẽ đắp lên. Nếu mà có không bằng á thì mình có thể mình dàn ra. Đúng rồi, mình dàn ra thôi anh. Nè, ha, xong. Rồi bây giờ anh Hiếu quan sát kỹ nha. Tiếp tục là em sẽ phết nước tiếp. Cái bước này là để mình cuộn tròn cái thanh bột của mình lại. Mình cuộn tới đâu mình sẽ phết nước tới đó. Bây giờ anh Hiếu xem cuộn nè. Đó. Mình vừa cuộn mà mình vừa siết cái tay thật chặt. Để đến khi cái bột của mình á, mình cắt xong mình chiên nó không có bị bung ra. Sau khi mà cuộn như thế này xong á, mình sẽ xe cho nó chặt ha. Xong được cái phần này thì em sẽ mang đi cấp đông. Nãy giờ Hiếu đã nghe hướng dẫn rồi, bây giờ Hiếu sẽ làm thử với cái vị trà xanh. Dạ. Chỉ cần cán mỏng đẩy lên thôi anh. Ok, cho thành hình vuông ha. Hình chữ nhật cũng được anh. Dạ. Thì em xoay hướng bột giúp anh nè. Đó, rồi anh đẩy hướng nó lên thì nó sẽ vuông hơn. Vừa đẩy vừa lăn. Dạ. Rồi, em thấy được rồi đó. Rồi bây giờ tới phần bột. Phần bột không tha màu. Không tha màu. Anh Hiếu cán bột thấy nó như thế nào nè? Thấy bột hơi dai tí. Nhưng mà cũng ra. Dạ, không có khó cán lắm đúng không? Không khó lắm. Nó tưởng tượng giống cái đắp mặt nạ đó. Ủa này không biết hai này giống nhau không ta? mình sợ hai cái hình nó khác nhau quá. Em giúp anh Hiếu chỉnh lại ha. Anh có thể phết nước một lớp mỏng vàng hết ra khỏi mặt bột luôn anh. Rồi bây giờ anh sẽ đắp cái phần trà xanh lên. Và anh có thể chỉnh cho nó vừa lại với nhau. Anh có thể kéo nhẹ ra. Anh cứ cuộn em phết nước giúp anh. Ok. Rồi. Và anh cuộn đi. Cuộn luôn. Dạ, cuộn bằng tay. Dạ đúng rồi. Cái đó hả? Đúng rồi, cuộn siết chặt nhanh nha. Rồi, nè. Dạ rồi. Anh cứ tưởng tượng đang cuộn trái giò vậy đó. Cái này trên này anh làm đẹp hơn em luôn đó. Dạ. Thì nó đều hay là cái màu xanh á anh. Rồi được rồi, em thấy được rồi đó. Mình sẽ xe bột như thế này. Rồi. Okay. Giờ em cũng sẽ mang nó đi cấp đông. Tên. Đây là phần bột của mình sau 2 tiếng. Em lấy trong từ tủ đông ra. Để em thấy nó có cứng hơn không? Cứng ngắn. Thì bây giờ em sẽ cắt mỏng và mang đi chiên. Và em sẽ cắt cái phần bột của em trước nha. Mình sẽ cắt mỏng thôi anh ha. Nếu mà mình cắt dày quá thì cái bánh của mình chiên nó sẽ không được giòn. Mỏng tầm như thế này thôi anh ha. Đây. Đẹp quá ha. Anh thấy nó xoắn đẹp không? Là do lúc mình mà tạo hình bột á, mình cuộn lại nó sẽ ra như thế này. Tiếp tục mình cứ cắt nhanh đến khi hết phần bột luôn anh ha. Mình không có nên cắt chậm quá thì cái bột của mình nó sẽ rã lạnh á. Và nó mềm lại rất là khó cắt. Nếu nó cứng vậy chắc cắt sẽ dễ hơn. Nó sẽ mềm. Dễ đẹp hơn. Còn mềm nó cắt thì mình nó sẽ méo cái hình của mình. Cái này nếu mà để ngoài có bao nhiêu phút là nó mềm lại? Mình để ngoài tầm 20 phút là nó mềm lại đó anh. Đúng rồi, cái này bỏ lâu là nó sẽ mềm vô nè. Dạ. Nếu mà mình làm số lượng nhiều á thì mình có thể để một cái chảo dầu kế bên và mình cắt tới đâu là mình sẽ luôn cho vào chảo chiên cái đó. Và đây là phần bột sau khi Uyên đã cắt xong. Giờ tới anh cắt. Ủa sao thấy em cắt dễ lắm rồi sao giờ tới anh cắt nó khó rồi ta? Dạ. Chắc do anh chưa quen đó. Chưa quen. Dạ. Này dày quá không? Hay dạ, là... dày quá rồi, mỏng chút xíu nè. Mỏng xíu nữa không? Dạ. Nó cũng không có cần phải tròn quá đâu anh. Nó méo méo chút xíu nó cũng giống tai heo. Bây giờ phần của Hiếu đã xong rồi. Mọi người thấy có đẹp không? Bây giờ tiếp theo không biết mình làm gì nữa đây ta? Dạ, tiếp theo là mình sẽ mang cái phần bột này đi chiên. Bây giờ em sẽ dùng dầu dừa tinh khiết của Vietcoco để em chiên bánh.
Ủa sao mình không có chiên bằng dầu ấy mà phải chiên bằng dầu dừa ta? Thay vì mình chiên bằng dầu ăn bình thường thì mình có thể thay thế bằng dầu dừa thì nó sẽ giúp cho cái bánh của mình nó thơm hơn đó anh. Em đã thấy dầu nó sôi rồi đó anh. Bây giờ mình bắt đầu mình chiên nha. Cho luôn rồi anh. Dạ, anh cho vô giúp em đi. Rồi để em chiên nha. Anh thấy nó nổi lên liền không? Từ nó nổi lên liền. Người ta gọi là bánh tai heo bởi vì khi mà chiên xong nó sẽ cong cong á. Chúng tai heo không? Dạ đúng rồi đó anh. Và cái phần cacao này sau khi em chiên xong á thì em sẽ không có để nguyên như vậy. Em sẽ biến tấu nó là em sẽ xóc với nước mắm. Ủa mình thấy là bánh tai heo thường thường thấy người ta đâu có bỏ mắm đâu ta. Cái này là em đã biến tấu thêm. Khi nó vàng nhẹ như thế này nè, em sẽ lấy ra. Em có thấy thơm không? Mình chiên lên cái mùi dầu dừa của mình nó cũng rất là thơm ha. Dầu chiên vẫn vẫn trong quá ha. Dạ. Anh thường thấy mấy dầu chiên xong vàng. Dễ bị vàng á mà dầu trong quá. Dạ. Bây giờ tiếp tục là mình sẽ chiên cái phần trà xanh của anh Hiếu nè. Em sẽ giúp anh bỏ vào. Cái quả này cắt dày hơn thì nó sẽ lâu hơn tí. Mình cắt mỏng hơn thì nó sẽ giòn hơn anh. Cái nào nổi lên cái này mình vớt liền ha. Màu trà xanh cũng rất là đẹp. Yeah. Cái bánh này sau khi mình chiên xong vừa nguội là mình cũng có thể thưởng thức được liền rồi đó anh. Yeah. Vậy em mời anh thử nha. Cho anh thử miếng nãy giờ nhìn thèm quá, ngon không dám nói. Yeah. Ngon không? Anh ăn nghe tầm lâm mùi luôn á, thơm quá. Yeah. Vừa có trứng nè, bơ rồi nhất là mùi trà xanh. Đây chỉ là mình mới thực hiện xong phần bánh tai heo vị ngọt thôi. Còn bây giờ em sẽ hướng dẫn anh Hiếu một cái vị mặn mà anh Hiếu chưa bao giờ ăn thử hết. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh Hiếu làm qua phần sốt nước mắm. Bây giờ em sẽ bật bếp lên. Đầu tiên là em sẽ cho bơ vào nè. Anh Hiếu giúp em quậy cho nó tan bơ ra. Này mình không cần dầu nữa ha. Dạ, mình xài bơ. Cho bơ nó sẽ thơm hơn. Tiếp đến em sẽ cho ớt vào xào. Mình thích cay nhiều hay cay ít thì mình có thể gia giảm cái ớt lại anh ha. Tiếp đến là em cho nước mắm vào nè. Đường. Không thể thiếu nước nha anh. Thì nếu mình mà không cho nước á thì cái hỗn hợp của mình nó sẽ đậm quá. Mình nấu cho cái hỗn hợp nước mắm này nó sôi lên và nó hơi sệt sệt lại thôi. Thì mình sẽ cho bánh vào và mình xóc lên. Chứ cái này để lâu quá nó cũng tan hơi hết rồi. Hả? Nó quẹo lại nó rất là đặc và rất là khó trộn với bánh anh. Thơm quá. Dạ. Rồi, em thấy nó sệt rồi đó. Giờ em sẽ cho bánh vào rồi anh xóc nha. Anh có thể làm như thế này ha. Đó, mình sẽ xóc lên như thế này. Xóc nhẹ nhàng như thế này. Giống kiểu xào ốc vậy ha. Dạ, và anh làm đi. Mình xóc khi nào nó khô thôi không? Mình xóc đến khi mà cái nước mắm nó đều hết cái bánh của mình luôn thôi anh. Còn nếu mà mình xóc mà đến khi mà cái nước mắm mình nó chưa có ráo á, làm cho cái bánh của mình nó rất là bị dễ yếu. Đây là xong mỗi lần coi phim ngồi ăn được. Đúng rồi. Rồi em thấy được rồi đó, anh tắt bếp nha. Được. Nếu mà mình xóc nữa nó sẽ cháy. Và đây là phần bánh tai heo xóc nước mắm của mình đã xong. Và nguội rồi, em mời anh Hiếu ăn thử. Ngon quá. Anh thấy có thơm mùi nước mắm không? Thơm, nó rất là giòn. Dạ. Thấy là lạ, dạ, miệng. Rất là lạ miệng. Thì cái bánh này mình ăn rất nhiều lần rồi. Dạ. Nhưng mà nếu mà ăn cái vị mắm này thì đây là lần đầu tiên mình ăn. Mặc dù nãy giờ mình thấy hơi cay xíu. Nếu mà mình bỏ ớt lại một chút. Nhìn cái bánh ấy thì bình thường là mọi người nghĩ là làm rất là dễ. Nhưng mà nãy giờ Hiếu làm, nãy giờ cũng mất thời gian cũng khá là nhiều. Nhưng mà sau khi làm xong thưởng thức được miếng bánh nãy giờ do mình phụ thôi. Nhưng mà mình cảm thấy hài lòng. Rất là hài lòng, rất là ngon. Nãy giờ mình làm món bánh này á, anh Hiếu có nhớ cái gì không? Nhớ chứ, sơ sơ thôi. Nói chung là nhớ cỡ khoảng 70-80%.
Vậy thì em mời anh Hiếu và các bạn theo dõi lại phần công thức và cách làm của món bánh này nhé. Theo dõi phần mèo vặt của ngày hôm nay. Mèo vặt hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách tách lòng đỏ trứng bằng nhiều cách. Cách 1. Dùng vỏ trứng tách trực tiếp. Cách này dành cho những ai khéo tay nhé. Cách 2. Đập trứng ra chén, rồi dùng chai nước hút rồi lấy lòng đỏ. Cách 3. Dùng dụng cụ tách lòng đỏ, quá dễ đúng không nào? Chương trình đến đây đã kết thúc và em có chuẩn bị cho anh Hiếu một phần quà.
cái phần quà đó là do chính tay Hiếu làm luôn. Đây, đây là phần quà do chính tay anh làm. Ồ, cảm ơn rất nhiều. Món này anh về anh khoe nhà anh, chắc nhà anh không ai tin anh vừa làm xong. Và em cảm ơn anh Hiếu ngày hôm nay đã đến đây cùng làm bánh với em. Cảm ơn nhà tài trợ Việt Coco đã đồng hành cùng với chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào Chủ nhật tuần sau. Bye bye.